Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ quay cho anh em một đống dao này ha. Đó, đống này 300 ngàn anh em, chuyển khoản ha, bao ship luôn nha. Cho anh em thầy thợ về mình binh biến nha. Đó, đống dao nè, anh em thấy ha, bán như hình anh em. Đó, cái này mẻ nè, nãy giờ em cũng mày mò nè anh em. Đó, lấy lại cho nó bằng cho anh em nè. Rồi, cái này nó cũng bị hơi nhâm, nó lỗ nhẹ đây nè. Đó, thì ba anh em coi có thầy thợ gì về mình chỉnh sửa gì được thì cứ liên hệ em ha. Đó, bán cho mau anh em. Rồi, 300 ngàn chuyển khoản bao ship ha anh em. Nè, ngoại hình ha, đó. Rồi, bán như hình là 300 ngàn ha. Anh em là chuyển khoản em bao ship ha. Nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship giùm em nha anh em. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha. Rồi, thêm cái lưỡi rìu anh em. Lưỡi rìu 250 ngàn ha. Vậy anh em mình thầy thợ gì nè, làm lại luôn. Sẵn chung một chuyến ha. Đó nè, nó bị mẻ chỗ này ha, còn ngoài này nó ấy ha, còn nguyên nha. Lưỡi rìu này dài anh em, lưỡi rìu hơn hơn gang tay em nè, chắc tầm 24-25 vậy á. Rồi, lưỡi rìu 250, còn đống dao này thì 300 ha. Anh em nào chơi thì cứ liên hệ em qua số điện thoại của ghi dưới phần tiêu đề ha. Rồi em xin kết thúc clip nha mọi người.